Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 2, tuần 24, trang 53, 57, sách Trên Trời Sáng Tạo. Bài 4, Hoa Mai Vàng. Khởi động, đố bạn về một loài hoa em thích. Hoa gì có 5 cánh màu đỏ hoặc hồng nở vào dịp Tết? Như vậy, phần khởi động hôm nay chúng ta sẽ đố bạn về một loài hoa mà em thích. Và cái gợi ý đó là hoa gì có 5 cánh màu đỏ hoặc là hồng nở vào dịp Tết. Thì các em đọc kỹ các thông tin thì chúng ta thấy hoa mà có 5 cánh màu đỏ hoặc là hồng nở vào dịp Tết đó là hoa đào. Hoa đào tức là ở miền Nam thì có là hoa mai thì sẽ trưng vào dịp Tết, còn ở miền Bắc thì sẽ có là hoa đào. Hoa đào thì có màu đỏ hoặc là màu hồng, mọi người thường sẽ mua về để mà trưng vào dịp Tết rất là đẹp. Như vậy các em sẽ trả lời đáp án đó là hoa đào. Rồi tiếp theo là bài đọc. Câu số 1 nhỏ là đọc hoa mai vàng. Nếu hoa đào tượng trưng cho mùa xuân của miền Bắc thì hoa mai tiêu biểu cho Tết ở miền Nam. Cả đào lẫn mai đều là hai loài hoa có một vẻ đẹp độc đáo và bền bỉ sức sống lâu tàn. Hoa mai cũng có 5 cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng, mà người xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc vàng mượt mà. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào, nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào. Vì thế khi cành mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm rập vàng rập rờn bay lượn theo mùa xuân và phong tục Việt Nam. Như vậy thì các em vừa theo dõi bài đọc Hoa Mai Vàng trích theo mùa xuân và phong tục Việt Nam. Thì ở trong bài đọc chúng ta có từ phô. Phô tức là để lộ ra. Thì các em quan sát ở dưới đây, đây là hình ảnh về cây mai vàng ở miền Nam. Thì hoa mai có 5 cánh và có những cái búp non màu hơi xanh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Câu 1, hoa mai và hoa đào có đặc điểm gì giống nhau? Thì các em sẽ đọc kỹ lại đoạn đầu tiên. Nếu hoa đào tượng trưng cho mùa xuân của miền Bắc, thì hoa mai tiêu biểu cho Tết ở miền Nam. Cả đào lẫn mai đều là hai loài hoa có một vẻ đẹp độc đáo và bền bỉ sức sống lâu tàn. Như vậy thì các em thấy ở đây, ở đoạn đầu tiên thì chúng ta thấy hoa mai và hoa đào có cái đặc điểm giống nhau, đó là cả hai loại hoa đều có cái vẻ đẹp độc đáo và sức sống lâu bền, lâu tàn. Chúng đều là những cái loại hoa tượng trưng cho mùa xuân. Như vậy các em sẽ trả lời hoa mai và hoa đào đều là hai loại hoa có vẻ đẹp độc đáo và sức sống lâu bền, lâu tàn. Chúng đều là những cái loại hoa tượng trưng cho mùa xuân. Rồi tiếp theo câu số 2, hoa mai khác hoa đào ở những điểm nào? Thì các em đọc kỹ lại đoạn văn thứ hai thì chúng ta thấy là hoa mai khác hoa đào ở những điểm, đó là hoa mai thì có cánh to hơn cánh hoa đào,
Nụ hoa mai thì không phô màu hồng như là hoa đào mà ngời xanh màu ngọc bích. Còn hoa mai thì trổ từng chùm thưa thớt không đơm đặc như là hoa đào. Như vậy, hoa mai khác hoa đào ở những điểm đó là cánh hoa mai thì to hơn cánh hoa đào. Nụ mai không phô màu hồng như hoa đào mà ngời xanh màu ngọc bích. Hoa mai thì trổ từng chùm thưa thớt không đơm đặc như hoa đào. Rồi tiếp theo là câu số 3, chọn từ ngữ phù hợp với mỗi hình ảnh. Thì các em quan sát ở đây, các em quan sát kỹ các bức tranh để ghép nói cho phù hợp. Thì ở đây chúng ta có các từ ngữ đó là uyển chuyển, xanh ngọc bích, mịn màng như lụa. Như vậy thì các em quan sát những cái bức tranh ở đây, uyển chuyển ở đây. Các em thấy ở đây có là những cái nụ hoa mai. Nụ hoa mai ở trong bài đọc thì chúng ta thấy như thế nào? Nụ mai không phô màu hồng như hoa đào mà ngời xanh màu ngọc bích. Đó, như vậy thì ở đây các em thấy có từ xanh ngọc bích. Như vậy nụ hoa mai sẽ ghép với là xanh ngọc bích. Rồi tiếp theo các em thấy ở đây cánh hoa ở trong bài đọc thì chúng ta thấy là cánh hoa như thế nào? Cánh hoa thì mịn màng như lụa. Như vậy các em sẽ nói với cánh hoa thì mịn màng như lụa. Rồi còn cành mai thì uyển chuyển. Như vậy thì các em sẽ nói cành mai thì uyển chuyển. Cành mai thì uyển chuyển. Như vậy thì ở đây nụ mai thì xanh ngọc bích, còn cánh hoa thì mịn màng như lụa, cành mai thì uyển chuyển. Rồi tiếp theo là câu số 4, em thích đặc điểm nào ở hoa mai vì sao? Thì các em sẽ trả lời theo ý thích của bản thân mình. Ví dụ như là các em thích là nụ của mai hay là hoa mai, cánh hoa mai hoặc là cành mai, thì các em thích đặc điểm nào nhất thì các em sẽ trả lời và nêu lý do là vì sao mà mình thích. Thì ở đây cô ví dụ như là em thích đặc điểm những cánh hoa ánh lên một màu vàng mượt mà, vì hình ảnh này khiến em cảm thấy hoa mai giống như mang màu sắc của ánh nắng rất ấm áp và rực rỡ. Rồi tiếp theo phần ghi nhớ nội dung của bài đọc. Thì nó miêu tả về vẻ đẹp của hoa mai vàng, loài hoa tiêu biểu cho Tết ở miền Nam. Rồi liên hệ với bản thân chúng ta thì chúng ta phải biết yêu quý thiên nhiên tươi đẹp. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ phần viết. A. Nghe viết hoa mai vàng, từ hoa mai cũng có đến mịn màng như lụa. Như vậy thì ở câu A này các em có thể nhờ người thân hoặc là bạn bè đọc cho các em nghe. Rồi các em sẽ viết và sau đó các em sẽ kiểm tra là lỗi chính tả của mình nhé. Rồi tiếp theo câu B là giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng có vần ao hoặc là vần oa. Tức là các em sẽ giải các câu đố ở dưới đây mà biết rằng ở đây những cái lời giải đó
sẽ chứa tiếng có vần ao hoặc là vần hoa. Như vậy, câu đố đầu tiên, câu số 1, như chiếc kèn nhỏ có màu trắng tinh, có nhụy xinh xinh, hương thơm ngào ngạt là hoa gì? Thì các em thấy ở đây, các thông tin ở đây nè, các em có đọc kỹ các thông tin. Như chiếc kèn nhỏ có màu trắng tinh, có nhụy xinh xinh. Thì các em thấy như chiếc kèn nhỏ, thì đó là hoa loa kèn. Hoa loa kèn, thì cái tiếng loa có vần hoa. Như vậy, câu đầu tiên, câu đố đầu tiên sẽ là hoa loa kèn. Rồi tiếp theo, hoa gì màu đỏ cánh mượt như nhung, chú gà thoáng trong tưởng màu mình đấy, là hoa gì? Tức là các em thấy ở đây có hoa có màu đỏ, nó rất là mượt, mượt như là nhung, mà khi chú gà nhìn thấy thì tưởng là cái màu của mình, giống như cái màu của mình ở trên đầu. Như vậy đó là hoa màu gà. Như vậy câu đố số 1 là hoa loa kèn, thì tiếng loa có vần hoa. Rồi câu đố số 2 là hoa màu gà, thì tiếng màu có vần ao. Rồi tiếp theo câu C, đặt câu để phân biệt các cặp từ sau: chẻ, trẻ, trông, trong, ít, ít, tích, tiếp. Ví dụ cây chanh trĩu quả, bức tranh thiên nhiên rất đẹp. Như vậy ở câu C này các em sẽ dựa vào mẫu để mà hoàn thành các bài tập, hoàn thành bài tập này. Thì mẫu ở đây sẽ có là cặp từ chanh, tranh, thì các em sẽ đặt câu với cặp từ này. Tương tự thì các em sẽ làm với cặp câu chẻ, trẻ, trông, trong, ít, ít, tích, tiếp. Thì ở đây cô ví dụ như là cặp từ chẻ, trẻ. Cây trúc được chẻ làm đôi. Các em thấy ở đây có từ chẻ. Rồi cô giáo em vẫn còn trẻ. Như vậy thì chúng ta vừa đặt câu theo mẫu đó là với cặp từ chẻ, trẻ. Rồi tiếp theo là từ trong, trong. Nữ ca sĩ đang biểu diễn ca khúc Cô gái vót chồng. Thì các em thấy ở đây có từ chồng. Chị ấy làm nghề trông trẻ. Rồi tiếp theo cặp từ ít, ít. Loài hoa này rất có ích cho việc trị bệnh đau dạ dày. Rồi gạo trong thùng ngày càng ít đi. Rồi tiếp theo cặp từ tích tiếp. Chúng ta cần tích trữ lương thực phòng bão lũ. Như vậy có tiếng tích. Rồi tiếp theo nhà anh ấy ở xa, xa tiếp đằng kia. Rồi tiếp theo, câu số 3, thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Tìm từ ngữ chỉ màu sắc. Ví dụ mẫu ở đây là vàng. Có từ ngữ chỉ màu sắc là vàng và hình ảnh là quả chanh. Như vậy thì sẽ được là vàng chanh. Rồi các em thấy ở đây màu nâu và ở đây có một nắm đất. Một ít đất thì ở đây gọi là màu nâu, nâu gì? Nâu đất. Rồi xanh thì các em thấy ở đây có một chiếc lá, như vậy cộng lại thì sẽ bằng xanh lá. Rồi tiếp theo đỏ thì các em thấy ở đây có cây son, như vậy đỏ như thế nào? Đỏ son. Nói như vậy thì các em sẽ tìm các từ ngữ chỉ màu sắc đó là vàng chanh, nâu, nâu đất, xanh lá và đỏ son.
Rồi tiếp theo là câu B, tìm thêm 3, 4 từ chỉ màu sắc. Ví dụ trắng thì có trắng muốt, trắng tinh. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm thêm 3, 4 từ ngữ chỉ màu sắc. Tương tự ở mẫu thì chúng ta thấy là vàng thì có vàng tươi, vàng ống, vàng hoe, vàng rực. Đỏ thì có đỏ thẫm, đỏ tươi. Xanh thì có xanh da trời, xanh, xanh thẫm. Rồi tiếp theo câu số 4, đặt hai câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc là con vật. Ví dụ, con chim bói cá có bộ lông xanh biếc. Như vậy thì ở bài tập số 4 này, các em sẽ quan sát tranh, rồi các em xác định sự vật và màu sắc rồi đặt câu. Thì các em thấy ở đây có con chim bói cá có bộ lông màu xanh biếc. Và các em thấy ở đây là, các em quan sát tranh ở đây thì ở đây đó là chiếc lá bàn. Rồi tiếp theo là lá xương rồng. Rồi ở đây các em sẽ quan sát đây là bộ lông của gấu trúc nè. Như vậy các em sẽ đặt hai câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc là con vật ở đây. Như vậy ở đây ví dụ như là lá bàn thì có màu đỏ mỗi khi mùa đông đến. Còn lá xương rồng thì có màu xanh thẫm. Rồi bộ lông của gấu trúc thì có màu trắng đen. Rồi tiếp theo là số 5, nhỏ kể chuyện, nghe kể chuyện. Kể từng đoạn câu chuyện tranh, câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý dưới tranh. Thì câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nghe kể chuyện đó là sự tích cá thờn bên theo chuyện cổ Grimm, Lương Văn Hồng dịch. Thì các em cùng nghe cô kể lại câu chuyện sự tích cá thờn bên. Thì ngày xưa các loài cá thì sống cùng nhau nhưng mà chẳng ai thèm chơi với ai. Các con lớn thì khỏe thường ỷ mạnh ức hiếp các con yếu. Một hôm các loài cá bàn nhau tổ chức thi bơi để chọn con bơi nhanh nhất làm chúa tể. Chúng hy vọng là chúa tể sẽ kịp thời đến cứu giúp những con yếu đuối. Thì thờn bơn một chú cá mình dẹt. Thờn bơn là một chú cá mình dẹt và hay ganh tị cũng tham dự cuộc thi. Nó cùng những cái con cá khác bơi vào bờ xếp hàng dự thi. Khi cá cờ vẫy đuôi ra hiệu tất cả đều xuất phát thì cá măng lao nhanh như tên bắn theo sau là cá mòi và cá bỏng hú. Bỗng nhiên tiếng kêu hò cổ vũ, cá mòi dẫn đầu, cá mòi dẫn đầu, cá mòi dẫn đầu rồi, cá mòi dẫn đầu rồi, hoan hô cá mòi. Cá thờn bơn bơi mãi ở phía sau, nghe vậy vội lớn tiếng tỏ ý bất bình, ai dẫn đầu? Nhiều tiếng đáp lại giọng đầy thán phục. Cá mòi, cá mòi, anh chàng hay ghen tị, hay nạnh lại la to, còn lâu nhé, cá thờn bơn ta đây. Trời nghe thấy bèn kéo miệng thờn bơn lật sang một bên, từ đấy thì họ hàng thờn bơn đều bị lệch miệng. Thế như vậy thì các em vừa nghe câu chuyện về sự tích cá thờn bơn. Và giải thích là sao, là tại sao cá thờn bơn thì hay bị đều bị lệch miệng về một bên. Rồi như vậy thì chúng ta vừa nghe cô kể chuyện sự tích về cá thờn bơn. Rồi câu B thì chúng ta sẽ kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và những cái từ ngữ gợi ý ở dưới tranh này. Như vậy ở đoạn 1 thì chúng ta thấy là chúng ta kể là ngày xưa các loài cá thì
đều sống cùng với nhau nhưng lại không chơi với nhau. Chúng không những không đoàn kết mà thường xuyên xảy ra xích mích, thì những con cá lớn thường ỷ mạnh để bắt nạt những cái con cá yếu ớt hơn. Thì để thay đổi cái tình hình hiện tại thì họ đã có một cuộc họp là tổ chức cuộc thi bơi để mà chọn ra chú cá bơi nhanh nhất để trở thành chúa tể, là hy vọng là mỗi khi họ nhà cá có ai bị bắt nạt thì chúa tể sẽ bơi tới thật nhanh để mà giúp đỡ. Như vậy các em sẽ kể từng đoạn lại câu chuyện dựa vào tranh, quan sát kỹ các bức tranh và những cái từ ngữ gợi ý ở dưới đây. Như vậy thì các em sẽ làm tương tự với ba tranh còn lại. Như vậy ở tranh 1, các em sẽ kể từng đoạn tranh 1, tranh 2. Thì các em thấy tranh 2 ở đây. Đó, thì các em sẽ kể là thế rồi ngày tổ chức cuộc thi bơi cũng diễn ra thì các loài cá đua nhau tới tham dự. Thần Bân là chú cá mình dẹt, tính hay là ganh tì cũng tới tham gia. Khi cá đuôi cờ vẫy đuôi ra hiệu thì tất cả các chú đều tiến về phía trước. Cá măng lao nhanh nhất, theo sau là cá mòi và cá bổng mũ. Rồi tiếp theo tranh 3 thì các em sẽ quan sát tranh và những cái tự gợi ý ở dưới các em cũng sẽ kể từng đoạn, kể đoạn 3 này lại. Rồi tiếp theo câu C là kể lại toàn bộ câu chuyện. Rồi tiếp theo là câu số 6, luyện tập thuật việc được tham gia. A nói 4 đến 5 câu về một cái việc làm mà em thích theo gợi ý. Em thích làm việc gì? Em làm việc ấy như thế nào? Trước hết, tiếp đến, rồi sau cùng. Em cảm thấy như thế nào khi làm việc đó? Thì ở câu số 6A này các em sẽ nói 4 đến 5 câu về cái việc làm mà em yêu thích theo gợi ý cho sẵn ở đề bài. Như vậy thì các em sẽ làm theo gợi ý đề bài đã đưa ra. Thì các em sẽ nói 4 đến 5 câu. Thì các em sẽ đầu tiên gợi ý là các em sẽ nói là em thích cái việc làm gì. Thì ví dụ như là các em thuộc lại ở đây, các em thấy là quan sát ở đây có cái công việc đó là làm vườn, hoặc là xếp quần áo, thì các em cảm thấy thích cái việc làm nào thì các em sẽ kể. Em thích việc làm gì thì em sẽ nói là em rất thích cùng bố làm vườn vào buổi sáng. Rồi em làm việc ấy như thế nào thì các em sẽ nói là trước hết em cùng bố vào thăm vườn, rồi tiếp đến hai bố con cùng bắt sâu và nhổ cỏ trong sân vườn, rồi bố con em lại cùng nhau xách nước tưới cây, sau cùng thì đóng cửa vườn cẩn thận để không để chó và gà vào phá vườn cây. Rồi em cảm thấy như thế nào khi làm việc đó? Thì em cảm thấy rất là vui vì được cùng bố chăm sóc vườn cây, trồng vườn. Như vậy chúng ta sẽ thuật lại cái việc làm vườn. Ví dụ ở đây công việc mình thích đó là việc làm vườn. Em rất thích cùng bố làm vườn vào mỗi buổi sáng. Trước hết, em cùng bố vào thăm vườn. Tiếp đến, hai bố con em cùng bắt sâu vào nhổ cỏ trong vườn. Rồi, bố con em lại cùng nhau xách nước tưới cho cây. Sau cùng, em đóng cửa vườn cẩn thận để chó và gà không vào phá cây trong vườn. Em cảm thấy rất vui vì được cùng bố chăm sóc vườn cây trong vườn.
Rồi tiếp theo là câu B, viết 4 đến 5 câu về nội dung em vừa nói. Thì ở câu A chúng ta đã nói là thuật lại việc làm vườn, thì ở câu B này các em sẽ viết lại dựa vào cái nội dung vừa nói ở câu A. Em rất thích cùng bố làm vườn vào mỗi buổi sáng, trước hết em cùng bố vào thăm vườn, rồi bố con em lại cùng nhau xách nước tưới cây, sau cùng em đóng cửa vườn cẩn thận để chó và gà không vào phá cây trong vườn. Em cảm thấy rất vui vì được cùng bố chăm sóc vườn cây trong vườn. Rồi tiếp theo là phần vận dụng 1. Đọc một bài đọc về thiên nhiên, chia sẻ về bài đọc. B. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ như là tên bài đọc, tác giả, cảm xúc và thông tin. Như vậy, chúng ta sẽ ở phần vận dụng này, các em sẽ tìm đọc một bài đọc về thiên nhiên. Ví dụ như A là chia sẻ về bài đọc, B là viết vào phiếu đọc sách những điều để chia sẻ. Thì ở đây ví dụ như là bài đọc, ví dụ là bài Những con sao biển trích trong sách Hạt giống tâm hồn phép màu có giá bao nhiêu. Tức là ở đây chia sẻ về bài đã đọc, đó là bài Những con sao biển trích trong sách Hạt giống tâm hồn phép màu có giá bao nhiêu. Và các em sẽ điền vào phiếu đọc sách ở đây, phiếu đọc sách tên bài đó là Những con sao biển trích trong sách Hạt giống tâm hồn phép màu có giá bao nhiêu. Thì phần thông tin ở đây, thông tin đó là sao biển không thể sống lâu trên bờ, chúng sẽ chết nếu bị rời khỏi mặt nước. Và cái cảm xúc như thế nào? Cảm xúc thì khâm phục bạn nhỏ trong câu chuyện đã tìm cách cứu những chú sao biển. Đây cũng là tấm gương để bản thân em cần học tập. Rồi tiếp theo là số 2 nhỏ, kể tên các con vật em biết theo gợi ý. Biết bay, biết bơi, chạy nhanh. Như vậy thì các em sẽ kể tên các con vật mà em biết, là những con vật biết bay, biết bơi, chạy nhanh. Thì các em biết dựa vào sự hiểu biết của mình, của bản thân mình để mà kể tên những con vật nào biết bay. Thì những con vật biết bay ví dụ như là chim bồ câu nè, chim sẻ hay là chim họa mi. Đó là những con biết bay. Còn những con biết bơi ví dụ như là cá chép nè, cá cờ, cá rô, cá quả, vân vân. Còn chạy nhanh thì có là hổ nè, báo và cáo, vân vân. Thì có rất là nhiều con vật để cho chúng ta kể tên. Như vậy thì ở đây cô ví dụ một số tên các con vật, đó là biết bay thì có là chim bồ câu, chim sẻ, chim họa mi. Biết bơi ví dụ như là cá chép, cá rô phi, cá cờ, vân vân. Chạy nhanh thì có là hổ, báo hoặc là cáo hoặc là ngựa. Như vậy thì chúng ta sẽ kể tên các con vật này dựa vào sự hiểu biết của mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.